so với các tỉnh thành khác thì là Kumamoto là một nơi khá chỉ là dễ sống, làm việc. Dạ, mọi người thì giúp đỡ em nhiệt tình từ lúc em mới vô rồi chỉ việc cho em. Kumamoto có nhiều địa điểm cắm trại rất là đẹp nên em cảm thấy rất là thích ở Kumamoto. Hãy đến với Kumamoto để được làm việc và trải nghiệm.